Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh đào tạo Lean Gym Art Channel. Và ngày hôm nay chúng ta lại đến với phần thứ 3 của series về tạo hình nhân vật kèm với bối cảnh và background. Nếu như trong hai phần đầu thì các bạn đã được tìm hiểu một cái khối lượng kiến thức và lý thuyết khá là lớn, thì phần này đây chúng ta sẽ cùng cô đọng kết hợp toàn bộ những kiến thức mà chúng ta đã tìm hiểu trong hai phần vừa rồi để tạo ra cái tác phẩm cuối cùng của chúng ta. Nào, hãy cùng bắt đầu nha. Rồi, và bây giờ thì Lim Jim xin được mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ bật phần mềm Photoshop và chúng ta sẽ cùng đến với cái bài tập thực tế ngày hôm nay của chúng ta, một cái bài tập cuối cùng trong cái series này. Và trong bài tập này thì Lim Jim sẽ tìm cách hệ thống hóa lại hai cái lý thuyết quan trọng mà chúng ta đã học trong bài 1 và bài 2, đó chính là luật Sagan ở bài 2, cái góc nhìn perspective ở bài 2 và cái giá trị value ở bài thứ nhất. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho Lim Jim cái file sketch như trên hình. Cái file này chúng ta đã được thực hành khá là rõ trong bài thứ hai rồi. Và chúng ta sẽ tạo một cái layer nữa nằm phía dưới, nơi mà chúng ta sẽ đổ màu cho cái bức hình của chúng ta. Thì trong cái cách mà xây dựng bài ngày hôm nay, đó chính là Lim Jim sẽ vừa làm vừa hướng dẫn lại các bạn để chúng ta sâu chuỗi lại những cái kiến thức mà chúng ta đã tìm hiểu trong hai lesson trước nhé. Thì chúng ta đang đến với một phần của cái lý thuyết trong bài 1, đó là về value. Thì các bạn đã biết rằng là Lim Jim đã nói rằng là value thì thực ra nó không có liên quan đến màu sắc, mà nó chính là cái độ đậm nhạt. Nó sinh ra là bởi vì có ánh sáng, có vật thể, đúng chưa các bạn? Đó, vậy thì nó có mâu thuẫn gì không nếu mà chúng ta sử dụng màu sắc vào? Là bởi vì mắt người hay là một số những cái loài động vật cấp cao thì nó có khả năng phân biệt được màu sắc, và cái màu sắc này nó được quyết định, nó có rất là nhiều những cái tác dụng để phân biệt vật này vật kia này, hay là phân biệt nguy hiểm, phân biệt sự thân thiện, hay là trong nghệ thuật ấy nó có một cái tác dụng nữa mà có lẽ là các bạn ít khi nghĩ đến, đó chính là cái tác dụng về cái cảm xúc. Thì các bạn biết rằng là một cái bức tranh ở đó, tin hay không tin thì các bạn nhìn vào nó, các bạn sẽ thấy được rằng nó có một cảm xúc. Các bạn sẽ thấy rằng nó vui hay là buồn. Các bạn nhìn vào những cái bức tranh dân gian hay là bức tranh đồng quê, các bạn thấy nó yên tĩnh là vì vậy đấy, người ta treo nhiều là vì như thế. Hay là những cái bức tranh và đắt tiền của những danh họa, các bạn sẽ thấy rằng lúc nào mà nó u ám thì người ta cũng sử dụng cái màu trầm hơn, đúng chưa các bạn? Rồi, bây giờ quay trở lại với cái bài ngày hôm nay của chúng ta nhé, để cho nó đỡ lạc đề một chút. Thì chúng ta đang kết hợp hai cái giá trị là value và luật Sagan. Cái luật Sagan thì nó cho các bạn biết rằng là một cái vật thể càng nằm ở xa, hay là một cái không gian nào đó càng nằm về xa mà nó có một cái cấu trúc màu giống nhau ấy, thì nó sẽ có cái sự đậm nhạt khác nhau. Đúng như các bạn, càng gần so với mắt nhìn của chúng ta thì nó càng đậm, càng xa thì nó càng nhạt. Đúng chưa các bạn? Rồi, và cái tác phẩm của chúng ta ở đây thì các bạn đã biết rồi, chúng ta đã vẽ một cái cảnh hoàng hôn. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đường chân trời, đó là one point perspective, là nó nằm ở cái phía những cái tòa nhà cao ốc, nơi mà hình nhân vật chúng ta, một cô gái này đang nhìn về phía đó, thì nó sẽ cho chúng ta một cái cảm xúc và một cái hướng nhìn nhất định để hướng tầm nhìn của người xem vào đó, đúng chưa các bạn? Rồi, và một cái cảnh hoàng hôn là một cái cảnh mà các bạn thấy rằng nó xuất hiện rất là nhiều trong những cái bức tranh, đặc biệt là những cái bức tranh dạng như này, là bởi vì nó sẽ tạo cho người xem một cái cảm xúc nhất định. Bởi vì nếu mà trời tối quá thì thực ra là chúng ta không có nhiều cái không gian để thể hiện cái nghệ thuật của chúng ta vào đâu. Mà thường là hoàng hôn hay là bình minh là bởi vì chúng ta sẽ có thể kết hợp được một cái giá trị gọi là cái vibrant. Nếu có thời gian thì Lim Jim sẽ làm một cái video rất là ngắn thôi để hướng dẫn các bạn thế nào là vibrant. Vibrant có nghĩa là cái sự đa dạng về màu sắc người ta kết hợp trong một cái không gian nào đó. Không phải là việc mà chúng ta sử dụng tùm lum nhiều màu sắc khác nhau, mà là chúng ta sử dụng màu sắc cho nó hệ thống. Đó,
Thì các bạn đang đến với một phần là như vậy đó. Cái không gian của chúng ta sẽ có nhiều cái màu sắc hơn, nó làm cho bức tranh chúng ta nhìn nó sống động hơn, đó chính là cái vibrant ở trong tranh phong cảnh nhá. Rồi, nhưng mà nó không quá quan trọng trong cái video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chỉ cần tập trung vào hai cái kiến thức mà chúng ta đã học trong hai lesson trước, kết hợp với cái cách blend hình cơ bản. Nếu các bạn chưa tìm hiểu được cái cách blend ấy, thì đây là một cái cách cực kỳ là đơn giản và bắt buộc phải có khi chúng ta học digital painting, và các bạn có thể tìm hiểu trong khóa 30 phút dựng hình nhân vật hoàn toàn miễn phí của Liêm Diêm nhá. Rồi, như các bạn sẽ thấy rằng chúng ta để cái không gian màu nóng một chút, nó nằm ở giữa khung hình, nó tạo cho chúng ta có cảm giác về một cái hoàng hôn, một cái ánh mặt trời sắp tắt và nó ngả dần về phía của những tòa cao ốc, đúng chưa các bạn? Rồi, như vậy là chúng ta đã xong một cái layer background đó. Liêm Diêm hy vọng rằng khi mà các bạn thực hành thì các bạn cũng phải chú ý đến cái phần layer của chúng ta nhé. Thì trong phần này Liêm Diêm không có đặt tên nó cụ thể nhiều, bởi vì nó sẽ khá là confused, nó mất nhiều thời gian để chúng ta đặt tên này tên kia. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta, khi mà chúng ta xong cái layer background thì chắc chắn là chúng ta sẽ tạo cho cái bức hình này một cái tòa cao ốc, và cái này là một cái layer nằm phía trên. Rồi, ở đây thì Liêm Diêm sẽ giới thiệu với các bạn, tất nhiên là nó sẽ có vài phần lý thuyết nữa nhưng mà nó không quá là lớn, và chúng ta sẽ áp dụng luôn vào thực tế. Cái đầu tiên mà các bạn sẽ thấy rằng là thông thường ấy, một cái người họa sĩ mà người ta đã vẽ rất là ổn rồi, người ta đã có kinh nghiệm rồi, thì người ta vẽ từ điểm nào cũng được. Các bạn nhìn thấy portrait hay là các bạn nhìn thấy người ta vẽ, thậm chí là vẽ từ cái lá, vẽ từ cái cây người ta vẽ ra đều được. Đó là những cái người thành danh rồi, thì các bạn không nên so sánh mình với những cái người như thế nhé. Các bạn là những cái người mới nhập môn, là những người mới tìm hiểu cái bộ môn này, thì Liêm Diêm cung cấp cho các bạn một vài những cái mẹo sau đây. Đầu tiên, khi mà các bạn vẽ những cái bức tranh mà nó liên quan đến bố cục này, hãy vẽ từ xa đến gần cho Liêm Diêm. Nghĩa là chúng ta sẽ tưởng tượng rằng cái bầu trời chính là cái xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy, đúng chưa? Cái mặt đất cũng như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ tưởng tượng là trên gần hơn so với cái bầu trời chính là những cái tòa cao ốc phía xa đó của thành phố, đúng chưa các bạn? Thì bằng cái cách này thì nó sẽ giúp cho các bạn chia layer dễ hơn này, và các bạn sẽ các bạn sẽ thấy được những cái lớp này nó làm việc với nhau như thế nào, và hiểu luôn được cái luật xa gần mà khi chúng ta áp dụng, đúng chưa các bạn? Rồi, các bạn thấy chưa, hai cái layer tòa cao ốc khác nhau ấy, nếu mà tòa nào ở xa hơn thì nó sẽ có màu nhạt hơn, đúng chưa các bạn, và nó sẽ gần với cái màu của cái bầu trời đó, ngược lại thì nó sẽ đậm hơn. Chính vì vậy thì cái cột điện ở đây nó cũng sẽ đậm hơn này, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ chỉ sử dụng rất là ít những cái màu thôi nhé. Chúng ta sẽ bám vào xung quanh cái màu gam màu xanh ở đây. Rồi, các bạn có thể bám vào màu nào cũng được. Thì đây là một cái dạng vẽ nó cũng tương đối là comics, nó không có realistic, nó không phải dạng vẽ thực tế, nên là các bạn vẽ màu nào cũng được. Đừng sử dụng những cái màu quá sáng, những cái màu có cái giá trị saturation quá sáng, quá nổi bật cho những cái khung cảnh về ban đêm. Thì cái đấy chắc hẳn là các bạn sẽ tự thấy được, đúng không ạ? Chúng ta đang vẽ một cái cảnh liên quan đến ban đêm mà. Thì cái mẹo đầu tiên của chúng ta đó là vẽ từ xa đến gần, các bạn nhìn thấy chưa? Liêm Diêm vẽ từ bầu trời này, từ mặt đất này, sau đó thì đến gần hơn là những cái tòa nhà, những cái tòa cao ốc, những cái cột đèn, sau đến đến cô gái đứng ở giữa. Các bạn thấy chưa? Những cái cách chia này nó rất là dễ thôi. Nếu các bạn làm ngay từ đầu, các bạn sẽ thấy nó rất là đơn giản. Như vậy. Rồi. Thì như vậy là chúng ta đã sắp hoàn thiện cái phần đầu tiên rồi đó. Đó chính là cái phần mà chúng ta tô gọi là base color nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi sâu vào cái detail hơn một chút, bằng cách là chúng ta sẽ vẽ những cái chi tiết ở đây. Giả sử như chúng ta có đèn này. Chúng ta có đèn. Đèn này chúng ta sẽ để cho nó một cái màu vàng nhẹ nhé. Rồi. Màu sắc cũng tương đối là quan trọng. Và các bạn nhớ cái giá trị saturation, cái giá trị mà Ctrl U đó các bạn, trong Photoshop nó rất là quan trọng khi chúng ta vẽ về bố cục nhé. Giả sử Liêm Diêm lấy ví dụ cho các bạn là
Tất cả những cái màu mà ngày hôm nay Lim Jim sử dụng ấy, nó tập trung vào cái mảng phía bên trên và nó lệch sang cái gam màu saturation yếu, có nghĩa là cái màu nó có độ bão hòa thấp hơn, thì nó sẽ là những cái màu nhạt nhạt này, nó mờ và nó hơi tối một chút, các bạn thấy chưa? Nếu giả sử như các bạn tô một cái màu có saturation lớn và nó quá sáng chẳng hạn, thì lập tức là các bạn sẽ thấy rằng cái bức hình chúng ta nó sẽ vô lý ngay. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một cái góc màu, dù là màu nào đi chăng nữa thì các bạn kéo cái chuột ấy nó xung quanh cái góc màu ấy thôi, thì nó sẽ cái bức tranh chúng ta nhìn nó sẽ thực tế hơn, đúng chưa các bạn? Đó là cái mẹo thứ hai nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta vẽ những cái ô cửa sổ của những cái tòa cao ốc này. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ phải vẽ rất là nhiều hình vuông đúng không ạ? Nhưng cái mẹo tiếp theo của Lim Jim sẽ giúp được các bạn vẽ nó dễ hơn. Đó là các bạn sẽ không vẽ những hình vuông nữa, mà các bạn hãy lấy một cái brush hot round thôi, nghĩa là cái brush bình thường đó. Rồi, rất là cơ bản, các bạn sẽ vẽ những cái đường thẳng này. Nếu các bạn muốn vẽ đường thẳng, các bạn phải nhấn phím shift cho Lim Jim nhá, thì chúng ta sẽ vẽ được đường thẳng tuyệt đối. Rồi, nếu như nó bị nối hai nét với nhau thì các bạn sẽ cần phải buông chuột, buông phím shift ra và các bạn nhấn lại một lần nữa thì nó sẽ được nhá. Rồi, chắc hẳn là khi mà vẽ lên đây thì các bạn sẽ biết rằng cái cách này nó sẽ hữu ích như thế nào đúng không ạ? Rồi, chắc chắn là các bạn đã, rất là nhiều bạn đã đoán ra cái bước tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì đúng không ạ? Sau khi chúng ta vẽ này thì chúng ta sẽ lấy cái tẩy ấy, chúng ta tẩy những cái phần thừa đi thì nó sẽ còn lại những cái phần ô cửa sổ chúng ta rất là đẹp. Đây là một cái mẹo tiếp theo mà Lim Jim chia sẻ cho các bạn, nhờ cái việc mà Lim Jim vẽ rất là nhiều những cái cao ốc mà trước đây Lim Jim nghĩ rằng là nó phải là những ô vuông, thì sau này nếu mà vẽ quá nhiều thì chúng ta sẽ phải nghĩ ra cái cách để chúng ta vẽ nhanh hơn, đúng chưa các bạn? Rồi, đó chính là cái mẹo tiếp theo cho các bạn nhá. Rồi, một cái mẹo nữa giúp cho các bạn phân biệt màu tốt hơn là khi mà chúng ta nhìn vào cái bức tranh mà Lim Jim đang thực hiện này, các bạn có thấy một cái quy tắc mà Lim Jim đang áp dụng không ạ? Và nó đúng trong mọi trường hợp luôn. Nếu các bạn làm nó thì chúng ta sẽ làm cho cái bức tranh của chúng ta nó believable, nó nhìn nó thực tế hơn một cách tự nhiên mà không cần phải ép buộc. Đó chính là những cái khu vực nào ấy mà nó là khu vực tối, nó chìm trong bóng tối, thì chúng ta sẽ tô màu lạnh. Và ngược lại, những cái phần mà chúng ta cần phải tạo điểm nhấn, tạo ánh sáng thì chúng ta sẽ tô màu ấm hoặc là màu nóng. Như các bạn, đó là cái quy tắc bất di bất dịch nhá, trong khi vẽ về phong cảnh. Nói là bất di bất dịch thì thực ra nó không chuẩn lắm, thì nhiều khi người ta hay vẽ những cái dạng như là trừu tượng thì người ta làm cho cái màu sắc nó khác biệt đi. Nhưng nếu các bạn muốn vẽ đơn giản thôi, các bạn muốn làm cho một cái bức tranh nó thực tế, nhìn nó giống một cái gì đó các bạn nhìn trong thực tế, ngoài đời thực ấy, thì các bạn sẽ thực hành như thế cho Lim Jim nhá. Nhắc lại này, phần tối thì chúng ta sử dụng cái gam màu lạnh, và phần sáng thì chúng ta sẽ sử dụng cái gam màu ấm và màu nóng, là bởi vì cái quy luật tự nhiên là như vậy đó các bạn. Cái ánh sáng của chúng ta gồm 7 cái màu ấy, mà khi những cái màu nó hấp thụ hết vào không gian rồi thì nó sẽ còn lại những cái màu lam, màu tràm, màu tím, đó chính là những cái màu cuối cùng mà nó hấp thụ được, thì nó là chính là những cái giá trị màu lạnh, những cái giá trị màu tối, đúng chưa các bạn? Còn tất nhiên là chúng ta nhìn thấy là ví dụ như hoàng hôn ở đây thì nó cũng sẽ có những màu ấm, là bởi vì nó đang có những cái màu đầu tiên trong cái giải cầu vồng, đúng chưa các bạn? Rồi, thì Lim Jim nghĩ rằng cái cách giải thích đó sẽ thân thiện và giúp bạn dễ hình dung hơn. Rồi, quan trọng nhất là chúng ta hiểu cái bản chất của vấn đề các bạn ạ. Còn nhiều khi các bạn mua quyển sách hay là các bạn tìm hiểu trên những cái trang như là Pinterest hay là những ArtStation hay Dribbble hay gì đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái bức tranh đó bạn nhìn thấy nó rất là đẹp, nó có hồn, nhưng mà chúng ta lại không biết được rằng là tại sao nó có được hồn hay là nó lại đẹp như vậy, vì đơn giản là nó phù hợp với mắt của các bạn thôi.
Thì ngày hôm nay chúng ta đã được tìm rất là nhiều những tìm hiểu rất là nhiều cái mẹo, đúng chứ các bạn? Rồi những cái mẹo đó thì nó sẽ giải quyết cho các bạn nhiều những cái vấn đề trước đây mà các bạn thấy rằng là tại sao nó đẹp là vì như vậy đó. Rồi ở đây chúng ta đang thử vẽ cái bóng của cái đèn này nó soi xuống đường, nhưng mà nó có lẽ là nó không hợp lý. Chính vậy thì Dim Dim sẽ tạo một cái layer mới và tô cho nó một cái soft brown brush ở phía dưới thôi. Nó giống như cái quầng sáng mặt trời đó cho các bạn. Rồi cho những cái phần đèn này. Hãy nhớ rằng là hãy tận dụng những cái giá trị của cái layer để chúng ta tạo dựng nhá. Phần mềm này gần như là không có giới hạn layer các bạn ạ. Nếu như các bạn vẽ bằng iPad, các bạn vẽ bằng iPad Pro với phần mềm Procreate, một phần mềm rất là nổi mà Lim Jim đang tìm hiểu ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái dung lượng của nó, hay là cái độ lớn, hay là nhiều những cái layer thì nó sẽ quyết định và tùy từng loại iPad của các bạn. Nhưng đối với phần mềm Photoshop thì gần như là không. Với các bạn mới thực hành thì Lim Jim nghĩ rằng là các bạn cứ lựa chọn cho Lim Jim càng nhiều layer càng tốt, đời cho phép, đúng chưa các bạn? Chúng ta mới mà, chúng ta không cần phải có cái nhu cầu khoe năng lực với ai cả. Hãy thực hành sao chúng ta hiểu bản chất trước, đúng chưa các bạn? Rồi. Rồi chúng ta sẽ làm mờ đi một vài những cái phần phía sau để nó hòa quyện với cái vùng trời tốt hơn. Đó các bạn thấy chưa? Chúng ta chỉ áp dụng những cái cách rất là đơn giản thôi mà chúng ta đã đạt được cái hiệu quả tương đối là cao rồi. Lát nữa các bạn càng đi vào sâu những cái chi tiết thì Lim Jim chia sẻ thêm một vài cái mẹo nữa, thì chắc chắn là Lim Jim nghĩ rằng các bạn sẽ thực hành tốt ở cái bài này. Lim Jim hy vọng rằng các bạn sẽ thực hành đúng cái bài này, thay đổi góc nhìn đi một chút, hoặc cô gái này chúng ta thay đổi là một hình dáng, một nhân vật khác. Sau đó Lim Jim rất là welcome các bạn gửi cái bài tập của các bạn qua mail cho Lim Jim, và Lim Jim sẽ đánh giá cho 10 bạn đầu tiên gửi bài về cho hòm thư của Lim Jim ở phía dưới nhá. Rồi, đây là một cái phần nữa. Lim Jim có thể sắp xếp được thời gian dịp này nên muốn chăm sóc tốt hơn cho những cái bạn thành viên của mình. Rồi, cảm ơn các bạn nhá, đặc biệt là những bạn mà đã ủng hộ Lim Jim trong cái giai đoạn vừa qua với vài cái video Lim Jim gần đây update thì gần như là không đạt được cái sự quan tâm theo như kỳ vọng. Nhưng mà các bạn vẫn ở đó, các bạn vẫn động viên Lim Jim, và đó chính là cái sức mạnh lớn mà Lim Jim nghĩ rằng là dù ít cũng được, nhưng mà mình làm một cái gì đó nó hữu ích cho cộng đồng thì Lim Jim vẫn sẽ làm, các bạn yên tâm nha. Rồi chúng ta không thể đợi được những cái khoảnh khắc perfect, những cái lúc mà hoàn hảo để chúng ta làm một cái gì đó đâu. Chính vậy thì Lim Jim khuyên các bạn là dù chúng ta học cái gì đi chăng nữa, và cụ thể là digital painting, thì đừng tham khảo quá nhiều, đừng suy nghĩ quá nhiều là cái cách này nó phù hợp với mình hay không, hay là đừng có nghĩ rằng mình không đủ trình độ. Cứ thực hành đi các bạn. Rồi, ít tham khảo những cái mà nó vượt quá trình độ của chúng ta hơn. Nhưng Jim biết rằng chúng ta rất là nhiều các bạn có thói quen là chúng ta nhìn những cái tác phẩm rất là pro của những cái họa sĩ chuyên nghiệp, người ta vẽ hàng chục năm rồi, rồi chúng ta quay lại bản thân rồi nghĩ rằng chúng ta không thể vẽ được. Nhưng mà thực ra thì họ đều có những cái xuất phát điểm từ những cái cơ bản nhất các bạn ạ. Quan trọng nhất là các bạn hãy thực hành từ những cái cơ bản nhất cơ. Một cái tranh bố cục như này nó sẽ phát triển ra sau này khi các bạn master được những cái lý thuyết cơ bản, thì Lim Jim nghĩ rằng các bạn hoàn toàn có thể vẽ những bức tranh ví dụ như là phong cảnh, hay là bức tranh về liên quan đến đồng quê gì đó. Các bạn có quyền mà. Như vậy thì đừng hãy tham khảo những cái gì nó vừa sức của chúng ta đã. Hãy tìm hiểu những cái nguồn nó phù hợp với các bạn, cho những người beginners như các bạn. Ví dụ như cái video này, các bạn hãy thực hành nó 100% đi. Hãy làm theo, hãy xem lại phần 1, phần 2, làm theo phần 3 này đi. Bao giờ đạt được, các bạn hãy chuyển sang phần tiếp theo, thì dần dần chúng ta sẽ tiến bộ các bạn ạ. Rồi, đừng chỉ nhìn, và quan trọng nhất là chúng ta phải thực hành nó cơ. Rồi các bạn đang đến với cái phần mà Lim Jim đang thể hiện cái bầu trời khi mà nó có những hạt mưa đó. Thì trong đầu Lim Jim khi trước khi vẽ cái bức tranh này thì đã tham khảo nhiều nguồn rồi. Nó là một cái dạng như là
tạo thêm một cái cảnh khá là buồn, một cô gái một mình đứng ở trong mưa đúng như các bạn, rất là nổi tiếng rồi, chắc hẳn là không cần phải giới thiệu vì nó là một cái khung cảnh gần như là huyền thoại cho những cái bộ phim Hàn Quốc, bất cứ bộ phim nào đều có chia ly gì đấy sẽ có những cái cảnh này. Nhưng các bạn thấy rằng nó cũng không quá là buồn bởi vì chúng ta áp dụng một cái giá trị đó là vibrant, chính là cái việc chúng ta thêm những cái màu nóng nó lồng vào những cái màu lạnh thì chúng ta sẽ tạo cho nhân vật chúng ta nhìn thấy nó đỡ bị buồn hơn. Đó là cái tác dụng của cái vibrant đó các bạn. Rồi lát nữa khi mà chúng ta xuất ảnh này, chúng ta có thể sử dụng cái giá trị Ctrl U để chúng ta làm cho nhân vật chúng ta nó sẽ đỡ bị buồn hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ cùng vẽ cái phần bóng của nhân vật nhé. Đấy, cái phần bóng các bạn còn nhớ không ạ? Trong lesson 1 chúng ta đã học rất là kỹ. Chúng ta có phần gì nhỉ? Phần shadow và phần cast shadow. Rồi, thì các bạn đang được vẽ cái phần đó là phần cast shadow. Bởi vì nó không nằm trên cô gái này mà nó nằm trên cái con đường mưa. Như các bạn, cái con đường mưa này nó nhận hình, nhận cái bóng của cô gái này phản chiếu xuống dưới. Thì đó chính là cái gì? Cái cast shadow đó các bạn. Rồi còn phần này Lim Jim, nếu các bạn còn nhớ thì trong phần 1 Lim Jim đã nói rất là rõ rồi, cái quy luật đó là cái cast shadow thì nó dùng rất nhiều trong vẽ tranh phong cảnh, tranh về bố cục. Còn cái shadow thì chúng ta vẽ về portrait, chúng ta vẽ những cái gì nó view trực tiếp. Ví dụ như vẽ khuôn mặt này, vẽ cái tay này, vẽ một cái gesture nào đó thì nó rất là quan trọng. Trong phần này thì cái shadow hoàn toàn là gần như không có quan trọng, mà chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái cast shadow mà thôi nha các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ tạo thêm một vài những cái giá trị làm cho đó, những cái màu nó phản chiếu. Các bạn thấy chưa? Những cái màu nó phản chiếu xuống cái con đường này thì nó làm cho cái con đường này nó trở nên bóng hơn, nó sẽ phù hợp với cái khung cảnh mưa mà phần cuối trong phần này chúng ta sẽ vẽ. Trong phần này bây giờ chúng ta sẽ thực hành, chúng ta sẽ vẽ mưa luôn nhé. Hãy vẽ các bạn ạ, đừng tạo ra mưa nhân tạo hay đừng ghép bất cứ một cái gì cả. Trong phần này thì mưa nó không có khó đâu, nó rất là dễ để chúng ta có thể tạo ra cái phần này. Thì đó, hãy vẽ những cái phần cái đường mưa này vào. Rồi các bạn thấy chưa? Rồi như vậy là với chỉ khoảng trên dưới 20 phút rồi, các bạn có thể có một vài cái phần tua nhanh, thì Jim nghĩ rằng 1 tiếng đồng hồ các bạn ngồi, các bạn xem lại hai video cũ và các bạn thêm 1 tiếng nữa để thực hành là chúng ta sẽ có thể ít nhiều chúng ta có thể làm được 70 đến 80% như những gì mà Lim Jim đang thực hiện. Rồi, trên đây là có lẽ là tập cuối cùng trong cái series mà Lim Jim đã rất cố gắng để truyền đạt đến cho các bạn cộng đồng một cách hoàn toàn là miễn phí. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn ủng hộ Lim Jim trong những cái lúc khó khăn của mình nữa. Rồi và Lim Jim cũng sẽ tự hứa là sẽ làm tốt hơn, sẽ ra mắt nhiều những cái video nó có hữu ích hơn cho cộng đồng để đáp ứng lại cái sự kỳ vọng của các bạn. Vì vậy các bạn hãy đừng ngại mà comment một điều gì đó xuống video này để tạo thêm động lực cho Lim Jim. Hãy chia sẻ cái cách thực hiện này với những người bạn mà các bạn yêu quý. Hãy tạo một cái tác phẩm gửi mail về cho Lim Jim và chia sẻ cho những cái người thương của các bạn. Dạ, và đừng quên subscribe kênh của Lim Jim để trở thành những thành viên và nhận được những cái video mới nhất khi mà Lim Jim upload nó, đặc biệt là trong phần cộng đồng. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.